sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Wow, xin chào các em học sinh của cô Yến Hoa đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Trước khi vào buổi học, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để bắt đầu hoạt động khởi động nhé. Nào, chúng mình hãy đến với trò chơi Đường lên đỉnh Olympia. Có vẻ như là tất cả các bạn đều biết cái luật của trò chơi này rồi đúng không ạ? Cô sẽ có 4 trò chơi ở trong phần khởi động. Được chưa ạ? Và sau đó chúng ta sẽ chọn một trong 4 đáp án A, B, C, D xem là đáp án nào đúng thì các bạn sẽ chọn vào. Sau đó cô sẽ công bố kết quả. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn nhé. Câu hỏi 1. Đặt câu khi bạn muốn chào hỏi một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. A. Chào bạn, bạn có khỏe không? B. Dạo này mày có ổn không? C. Bạn có khỏe không ạ? D. Bạn có ổn không ạ? Chúng ta có 10 giây suy nghĩ để trả lời. 10 giây bắt đầu. Vâng, 10 giây đã kết thúc và câu trả lời của cô đấy chính là đáp án. Đáp án B ạ. Chúc mừng những bạn nào mà có câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Hãy đặt câu nói về việc bạn muốn hỏi mượn sách của một người bạn mới quen. A. Bạn có thể cho tớ mượn cuốn sách này được không? B. Ê, mày cho tao mượn nhá. C. Tao mượn sách nhá. D. Này, tao mượn cuốn sách này đấy. Chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ và trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được đáp án, đấy chính là đáp án A. Chúc mừng những bạn nào có câu trả lời đúng là đáp án A. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Với người bạn mới quen khi bạn muốn chào hỏi, bạn sẽ sử dụng câu như thế nào? A. Chào cậu, cậu khỏe không? B. Dạo này mày thế nào? C. Ê, dạo này ổn không bạn? D. Mày có khỏe không đấy? Chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ để trả lời. 10 giây bắt đầu. Và 10 giây đã kết thúc. Đáp án của cô đấy chính là đáp án A. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Những bạn nào mà đang làm đúng cả 3 câu rồi thì cố gắng câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 4 này nhé. Câu hỏi: khi mà viết thư cho bố đi công tác xa thì nên sử dụng câu như thế nào cho phù hợp? A. Thưa bố, bố có khỏe không? Con rất vinh dự vì hôm nay được biên những dòng này gửi đến bố. B. Con rất lấy làm vinh dự nếu biết được bố ở phương xa vẫn khỏe. C. Con rất lấy làm vinh hạnh khi được thông báo cho bố về tình hình học tập của hai anh em như sau. D. Bố kính yêu, con và em Lan rất nhớ bố, chỉ mong bố công tác tốt để sớm về với chúng con ạ. Chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ để trả lời. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã kết thúc và đáp án của cô thì chính là đáp án D. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 4 câu hỏi trong phần khởi động rồi. Sau khi chơi trò chơi xong, có phải các em thấy được ngôn ngữ trên được sử dụng trong những cái hoàn cảnh khác nhau và chúng ta cần sử dụng sao cho phù hợp? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thực hành tiếng Việt, ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, để tìm hiểu xem là ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật là hai kiểu ngôn ngữ điển hình trong đời sống. Vậy sử dụng thế nào sao cho phù hợp với ngữ cảnh thì chúng ta hãy tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần một lớn lý thuyết. Cô có phần một nhỏ ngôn ngữ trang trọng. Nào, một bạn trong Việt Rách hãy cho cô biết xem là ngôn ngữ trang trọng là ngôn ngữ gì nào. À, ngôn ngữ trang trọng là kiểu ngôn ngữ thường được sử dụng trong các giao tiếp liên quan đến công việc chung như là thuyết trình này, giảng dạy, trao đổi ý kiến trong cuộc họp và viết báo cáo, đơn từ, làm bài, nghiên cứu khoa học. Chúng ta có thể thấy từ ngữ và kiểu câu trong ngôn ngữ trang trọng được bảo đảm về chuẩn mực, về ngữ âm, từ vựng,
ngữ pháp và phong cách, ưu tiên sử dụng từ ngữ toàn dân, không sử dụng tiếng lóng, từ thông tục, ít sử dụng những cái câu đặc biệt hay là câu rút gọn. Nào, chúng ta sẽ sang phần 2, ngôn ngữ thân mật. Ngôn ngữ thân mật là kiểu ngôn ngữ thường được sử dụng trong phạm vi giao tiếp hàng ngày như là trò chuyện với bạn bè, người thân hoặc là viết tin nhắn, viết thư cho bạn bè. Ngôn ngữ thân mật thì thường được sử dụng các từ ngữ có sắc thái gần gũi, dân dã, phù hợp với mối quan hệ giữa các đối tượng giao tiếp. Kiểu câu trong ngôn ngữ thân mật cũng đa dạng, bao gồm cả câu đặc biệt, câu rút gọn. Nào, để chúng ta ôn luyện cũng như thể là thực hành cái phần này cho nó tốt, chúng ta sẽ sang phần 2 lớn, thực hành. Cô có bài tập 1 trong bài tập trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ đến với đề bài bài tập 1. Từ hiểu biết về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, hãy nêu nhận xét các lời thoại dưới đây của nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Chúng ta sẽ đến với ví dụ A. Người đàn bà hướng về phía đầu, tự nhiên chắp tay vái lia lịa. Con lạy quý tòa, sao, quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Và chúng ta có thể thấy, đây là nhân vật người đàn bà hàng chài đã xưng con và quý tòa khi mà gặp chánh án đầu cùng với lời nói là con lạy quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó, đã thể hiện lên cái thái độ khúm núm, sợ sệt, van xin người đàn bà hàng chài khi mà ở tòa án huyện ạ. Chúng ta có thể sang với đề bài B. Chị cảm ơn các chú, người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng lời khẩn thiết. Đây là chị nói thành thực, chị cảm ơn các chú, lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có hiểu người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn lam lũ, khó nhọc. Chỉ mấy lời mào đầu ấy, người đàn bà đã mất hết cái vẻ khúm núm, sợ sệt. Và chúng ta có thể thấy nhân vật người đàn bà hàng chài ở đây với cái ngữ cảnh này lại thể hiện đại xưng hô là chị và các chú với Đẩu và Phùng khi đưa ra các lý do từ chối sự giúp đỡ của Đẩu. Đây là giọng điệu của người từng trải, nhiều kinh nghiệm sống, lời thoại đã thể hiện lên cái thái độ sâu sắc, sắc sảo, từng trải và thấu hiểu lẽ đời của người đàn bà hàng chài. Nào, chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 2 trong sách giáo khoa. Tìm nhận xét của người kể chuyện trong mỗi đoạn văn dưới đây, trích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu về ngôn ngữ của nhân vật Đẩu. Vì sao người kể chuyện nhận xét như vậy? Chúng ta sẽ đến với câu A. Tự nhiên anh rời khỏi chiếc bàn đứng vịn vào ghế của người đàn bà ngồi, giọng trở nên đầy dữ dội, khác hẳn với giọng của một vị chánh án. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước không có một người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội hắn mà tôi muốn bảo ngay với chị không sống nổi với lão người đàn ông vũ phu ấy đâu, chị nghĩ thế nào? Cô có đáp án như sau. Cô có nhận xét người kể chuyện về ngôn ngữ của nhân vật Đẩu, đấy chính là giọng trở nên đầy giận dữ, khác hẳn với giọng điệu của một chánh án. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa ở đây là gì ạ? Đã thể hiện lên sự thay đổi của nhân vật Đẩu khi mà nói chuyện với người đàn bà hàng chài về hành động bạo lực gia đình, bạo lực của người chồng. Đó là cảm xúc bất bình, giận dữ trước cái sự độc ác của người chồng. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước không có một người đàn ông nào như hắn. Chúng ta sẽ đến với câu B. Tuy bà, Đẩu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình cái cung cách bề ngoài của một vị chánh án. Chủ trương nguyên tắc của chúng tôi đó là kêu gọi hòa bình. Đang ngồi cúi xuống, người đàn bà bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào chúng tôi, lần lượt từng người một với một vẻ ngoài bắt đầu ngơ ngác. Từ đây chúng ta có nhận xét của người kể chuyện về ngôn ngữ của nhân vật Đẩu. Đẩu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình một cung cách bề ngoài của một vị chánh án, với ý nghĩa đã thay đổi, thể hiện lên cái thái độ của nhân vật Đẩu khi mà muốn tiếp tục thuyết phục người đàn bà hàng chài bỏ chồng. Trước đó, khi không thể thuyết phục người đàn bà hàng chài, Phùng đã xuất hiện với những cái vết thương đã lên da non. Đẩu muốn tiếp tục đưa ra lời khuyên răn đối với người đàn bà hàng chài. Nào, chúng ta đến với bài tập 3, nhận diện, phân tích đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong đoạn trích sau.
A. Học sinh, sinh viên trí thức trẻ phải biết cách học để trở thành một công nhân, chuyên viên giỏi, những kỹ sư, bác sĩ, cán bộ giảng dạy xuất sắc, cung cấp cho nhà nước những cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, quản lý liêm khiết, có trình độ cao, có tầm nhìn xa. Bản thân học sinh và sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch lạc, những tiêu cực của mình, cũng như là những tệ nạn xã hội đang diễn ra trên đất nước làm cho mọi người, kể cả thanh niên, hết sức bất bình, căm giận. Thái độ đúng đắn của mỗi thanh niên là phải đấu tranh và vượt qua những yếu kém và tiêu cực đó bằng những hành vi tích cực và bản lĩnh của người chủ xứng đáng của đất nước. Đó là trách nhiệm và sứ mạng của giới trẻ. Nguyễn Thị Bình. Từ đây, chúng ta đọc đoạn trích chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Ở đây, đoạn trích trên đã gửi gắm một cái thông điệp của tác giả đối với trách nhiệm và sứ mạng của giới trẻ và thế hệ hiện nay. Vì vậy, đoạn trích trên đó là sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Từ ngữ chọn lọc, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý liêm khiết, có trình độ cao, trách nhiệm và sứ mạng. Thể hiện lên cái sự nghiêm túc, trang trọng, động viên tinh thần của giới trẻ của tác giả. Từ đây chúng ta có thể thấy đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng đó chính là phong cách ngôn ngữ sử dụng các trường hợp trang trọng, học thuật, phát biểu trong các cuộc họp, thuyết trình, hội thoại. Với từ ngữ thì chọn lọc và ngôn ngữ thì thể hiện lên cái sự nghiêm túc, trang trọng. Chúng ta sẽ đến với ví dụ B. Con gái yêu quý, vậy là con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Cuối cùng cũng đến ngày con phải rời xa vòng tay của mẹ để đi học xa nhà. Mẹ vẫn lo lắng y như ngày đầu tiên con đi nhà trẻ. Con khóc mà lòng mẹ xót xa. Mẹ biết con không còn mãi bé, cô gái của mẹ đã lớn và đến lúc con phải bay bằng chính đôi cánh của mình trên bầu trời của con. Con hãy nhớ, cuộc sống không thể tránh khỏi những chông gai. Nếu con coi đó là một trò chơi mạo hiểm, con sẽ thấy nó thú vị. Còn nếu con nhìn nó bằng một đôi mắt bi quan, sợ hãi, con sẽ là con quái vật, nuốt chửng con lúc nào không hay. Chỉ khi con xông pha, trải nghiệm, con mới nhận ra được những điều giá trị mà con mong muốn. Con hãy thoải mái tham gia các hoạt động cùng các bạn, làm tình nguyện, đến nơi mà con muốn nhé. Nguyễn Thu Hà. Và với câu B này, chúng ta có thể thấy đoạn trích trên là lời nói của người mẹ dành cho con gái của mình chuẩn bị đi học xa nhà. Vì thế, đoạn trích sử dụng ngôn ngữ thân mật. Với cách xưng hô, Dương, mẹ, con gái yêu quý, con gái của mẹ, cô gái của mẹ, thể hiện lên cái cảm xúc lo lắng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người mẹ khi mà dặn dò con gái của mình. Lúc con chuẩn bị xa nhà, mẹ vẫn lo lắng y như ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, con khóc mà lòng mẹ xót xa. Mẹ biết con không còn mãi bé, cô gái của mẹ đã lớn và đến lúc con phải bay bằng chính đôi cánh của mình trên bầu trời của con. Từ đây chúng ta sẽ thấy đặc điểm của ngôn ngữ thân mật, đó chính là phong cách ngôn ngữ sử dụng những cái tình huống đời thường khi nói và viết cho người thân, bạn bè, viết như là viết thư hay là tin nhắn, với từ ngữ đơn giản, đời thường, thể hiện lên cái tình cảm, cảm xúc cá nhân. Nào, chúng ta sẽ đến với bài tập 4, bài tập cuối cùng trong sách giáo khoa. Chọn cách nói phù hợp trong các tình huống giao tiếp dưới đây, giải thích cách lựa chọn từ ngữ, kiểu câu của em. Chúng ta có thể thấy với nội dung nhân vật giao tiếp, đầu tiên là chào hỏi. Nhân vật đó chính là bạn mới quen, sẽ là chào cậu, cậu khỏe không? Còn với bạn thân thì dạo này cậu thế nào? Hỏi mượn sách với bạn mới quen, cậu ơi, cậu cho tớ mượn sách được không? Với bạn thân, cho tớ mượn sách nhé. Hỏi về ao ước, bạn mới quen, ước mơ của cậu sau này là gì thế? Bạn thân, cậu muốn làm gì trong tương lai? Hỏi bài tập khó, bạn mới quen, bài tập này khó quá, cậu có biết làm bài tập này không? Bạn thân, cậu chỉ cho tớ bài tập này với. Và từ đây chúng ta có thể thấy được là khi mà chúng ta giải thích cách lựa chọn từ ngữ cũng như là lựa chọn kiểu câu, thì đối với bạn mới quen chúng ta sẽ cần phải thể hiện lên cái thái độ lịch sự, cần sử dụng chọn lọc từ ngữ và kiểu câu thường là câu hỏi. Và đối với bạn thân là người mà chúng ta đã thân thiết này, đã quen rất là lâu cũng như là đã chia sẻ những cái ngọt bùi đắng cay rồi, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái câu từ ngữ đời thường, giản dị và những cái kiểu câu thường sử dụng trong câu đơn, ngắn gọn. Và bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.